ngày 19 tháng 7, thứ hai tuần 16 thường niên. Nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy lên án thế hệ này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người trả lời: Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Cũng như xưa tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Salomon. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đừng đòi thêm dấu lạ nào nữa. Nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy lên án thế hệ này. Được sai đến thành Ninive rao giảng sám hối, tiên tri Jonah không muốn đi, và vì thế ông đi trên một chiếc thuyền ngược hướng Ninive để trốn tránh sứ vụ. Thuyền ông đang đi thì gặp bão táp và sóng dữ đánh ập vào thuyền, hòng chìm. Ông nhận ra lỗi mình bất tuân lệnh Đức Chúa, nên bảo mọi người cứ quăng ông xuống biển, biển sẽ lặng ngay. Và quả thực như vậy, người ta quăng ông xuống biển, biển lặng. Ông bị một con cá lớn nuốt vào bụng 3 ngày đêm, rồi nhả ông vào bờ gần thành Ninive. Ông rao giảng sám hối cho dân thành Ninive, nổi tiếng là tội lỗi, là gian ác. Dân thành Ninive được thứ tha nhờ biết nghe lời ông mà tỏ lòng sám hối, trở về với đời sống công chính, trở về thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng câu chuyện ông Jonah nhận ra mình có lỗi, và chuyện cả thành Ninive nghe lời Jonah mà sám hối, để cảnh báo những người đã nghe lời Chúa, đã nhìn thấy bao phép lạ Chúa làm mà không chịu sám hối và tin vào tin mừng, lại còn đòi thêm dấu lạ nữa mới tin. Chúa còn nhắc tới chuyện nữ hoàng phương Nam nghe sự khôn ngoan nổi tiếng của vua Solomon. Bà đã thân hành vượt đường xa, lặn lội tới với những lễ vật triều cống để có thể nghe trực tiếp những lời khôn ngoan phán ra từ miệng vua Solomon. Chúng ta cũng đáng bị Chúa trách mắng vì lời khôn ngoan từ miệng con Thiên Chúa, và vì phép lạ cả thể mà Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại mà lòng tin của ta còn kém cỏi lắm. Đã vậy, đôi khi còn đòi Chúa phải làm dấu lạ cho riêng mình theo kiểu: Lạy Chúa, nếu Chúa ban cho con cái này thì con sẽ tin. Đừng thách đố Thiên Chúa, nhưng hãy sám hối và tuyệt đối tin. Lạy Chúa, xin cho các gia đình sám hối, tin tưởng hoàn toàn vào Chúa và đổi mới đời sống theo tin mừng. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tránh linh hồn khao khát Chúa. Chúa nồng Thánh Thể khát khao con, cách ly vời vợi không xa Chúa, vì Chúa bên con tình sắt son. Xin Thánh Thể Chúa ngự vào lòng chúng con cách thiêng liêng, cho chúng con được vững lòng tin cậy mến Chúa và yêu thương nhau luôn trong những ngày xa cách. Xin cho chúng con cùng Thánh Phaolô hát lên trong mùa gian nan tôi luyện rằng: không có gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu Chúa trong Đức Kitô. Amen. Chúa ơi, vì dịch bệnh con phải ở trong nhà, phải cách ly nhà thờ, phải cách ly anh em, cách ly những người thân, nhưng con không cách ly Chúa, vì con khao khát Chúa, vì Chúa khao khát con. Lạy Chúa Thánh Thể, xin ngự vào lòng con, xin sống trong con tình sắt son. Con ở nhà buồn nhung nhớ Chúa, Chúa trong vuông tim nhớ nhung con. Chúa ơi, dịch bệnh bao lâu nữa, chẳng lẽ đôi tim cứ mỏi mòn. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng Thánh Thể khát khao con, cách ly vời vợi không xa Chúa, vì Chúa bên con tình sắt son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình. Cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng Thánh Thể khát khao con. Chúa ơi, ngự vào lòng cung kính, người sống trong con tình sắt son. Gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời. Thank you.
bánh thiêng màu nhiệm con say đắm, lòng ngất ngây vui mắt môi hồng, con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng thánh thể khát khao con. Chúa ơi huyền diệu ân thánh Chúa, người mãi trong con tình sắt son, không có gì có thể tách con ra khỏi tình. Sắp xong.